Chào các bạn nha, mình là Thu Thủy Trần đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số lợi ích của quả sa bu che. Như các bạn đã biết, đây là quả sa bu che thì trong Nam mình gọi là sa bu che, ở miền Bắc thì gọi là quả hồng xiêm. Thì ở trong quả hồng xiêm chứa rất là nhiều những như vitamin A, vitamin B, nhiều chất xơ, chống oxy hóa, rồi đường gluco, carbon hydrate và nhiều những cái dưỡng chất khác tốt cho cơ thể. Chính vì đó mà quả sa bu che có tác dụng thứ nhất là cung cấp đường cho cơ thể. Ở trong này nó có cái đường gluco cung cấp năng lượng cho cơ thể rất là tốt. Những người làm vận động viên hoặc là tập thể dục thể thao, hoặc là bà bầu hoặc là em bé cần bổ sung năng lượng thì nên có quả sa bu che trong khẩu phần ăn của mình, vì trong này nó chứa đường gluco tự nhiên có tính thanh mát rất là tốt. Thứ hai là vì có nhiều chất xơ cho nên quả sa bu che nó giúp cho chúng ta nhuận tràng rất là tốt, làm sạch đường tiêu hóa. Thứ ba nữa là nhờ những chất chống oxy hóa trong quả sa bu che thì nó giúp cho cơ thể chúng ta ngăn ngừa phòng chống bệnh ung thư và ngăn ngừa những hình thành những gốc tự do trong cơ thể. Một tác dụng nữa là quả sa bu che có tác dụng chống viêm, chống đường viêm thực quản, viêm dạ dày, viêm đường ruột và chống lại sự xâm nhập của các vi khuẩn, rồi các cái vi khuẩn hoặc là cái kháng khuẩn rất là tốt, chống lại sự viêm nhiễm trong cơ thể. Thì bây giờ là tháng 12 là năm mùa của quả sa bu che, các bạn hãy bổ sung những quả sa bu che cho gia đình mình trong khẩu phần ăn hàng ngày ha, để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha, chào tạm biệt.